cho các bạn. Đây là Exasen Vigo, dung lượng 1T và tốc độ đọc là 1800 m/s và tốc độ ghi là 1700 m/s. Giá của nó đâu đó khoảng chừng 11 hoặc là 12 triệu cho một cái thẻ CF Express Type B. Thì cái giá đó nó gần như là giá của một cái máy ảnh rồi. Tuy nhiên anh em thấy rằng đối với những người sử dụng những cái máy ảnh để làm việc nhiều, làm việc nặng như là Nikon Z8 hoặc là Canon R5 chẳng hạn, thì chúng ta cần những cái thẻ nhớ có cái dung lượng lớn cũng như cái tốc độ cao như vậy. Thì để khai thác tốt nhất cái thẻ này thì anh em cũng cần có một cái đồ thẻ có cái tốc độ đọc cao. Thì mình khuyên anh em nên dùng những cái đồ thẻ dùng cái giao tiếp là Thunderbolt, bởi vì những cái giao tiếp USB thì nó thường không đạt được cái tốc độ cao như là cái thẻ này. Thì cái thẻ này Exasen chưa có ra mắt tại thị trường Việt Nam. Exasen là một cái hãng làm thẻ nhớ của Đài Loan, và hiện tại đây là cái hãng làm rất là nhiều những cái thẻ nhớ mà cần cho anh em làm việc liên quan đến phim, đến ảnh nhiều. Thẻ microSD, VSD thì nhiều rồi, còn những cái thẻ mà CF Type B này thì là những cái mà Exasen làm rất là nhiều. Mình thấy là có rất là nhiều dòng khác nhau ha. Có những cái dòng mà cái thẻ 1T thôi nó tới 20 mấy triệu lận. Còn cái dòng Vigo này là cái dòng trung bình thôi, tốc độ rất là nhanh, nhưng mà mình thấy là cái giá là trung bình, khoảng chừng 400 mấy đô cho cái thẻ này. Thì ở Việt Nam về chắc đâu đó khoảng chừng 12 triệu. Mình thử chụp liên tục bằng cái máy Nikon Z8 này file RAW trên hai cái thẻ nhớ. Một cái thẻ tốc độ cao là cái Exasen Vigo, tốc độ đọc 1800 m/s và tốc độ chép 1070 m/s, và một cái thẻ siêu bền của Sony thẻ SD thôi. Thì cái thẻ đó thì tốc độ đọc với ghi của nó khoảng chừng 300 m/s, và anh em thấy được rằng cái thẻ tốc độ cao nó tạo ra sự khác biệt như thế nào. Khi mình bấm liên tục thì đối với cái thẻ tốc độ cao 1700 m/s thì gần như là mình cứ bấm thì nó cứ chụp. Còn đối với cái thẻ tốc độ thấp hơn khoảng 300 m/s thì khi mình bấm nó chụp liên tục cái loạt đầu tiên thì nó bấm được, nhưng mà sau cái loạt đó thì nó khựng lại, nó bấm tạch 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 tạch, bởi vì lúc đó nó cần thời gian để chép những cái file từ bộ nhớ của máy vào trong cái thẻ nhớ, và tốc độ chép nó chậm. Khi tốc độ chép nó chậm thì nó sẽ từ từ lại. Những cái file mình chụp là những file RAW có cái dung lượng khoảng chừng 30-40 MB cho một tấm hình. Thì như vậy đó là lý do vì sao mà anh em cần những cái thẻ nhớ tốc độ cao hơn. Hiện nay thì đối với những thẻ SD thì nó sẽ tốc độ khoảng chừng 300 m/s là tốc độ cao. Những cái thẻ CF hiện nay là những thẻ có tốc độ chép nhanh nhất. Mình thấy rằng là tốc độ chép của nó có những cái thẻ 1200 m/s, 1500 m/s, 1700 m/s, thậm chí là 1750 m/s, và tốc độ đọc của nó có khi tới 1850 m/s luôn. Thì CF Express Type B là cái thẻ mà anh em cần quan tâm khi anh em muốn có những hiệu năng rất là cao trên những cái máy ảnh xịn của anh em. Người ta hay quảng cáo là những cái thẻ đó nó sẽ quay phim được 4K, 8K hay 6K gì đó. Tuy nhiên đối với những người chụp hình bình thường thì anh em thấy rằng là nó cũng cần thiết ha, không chỉ là cho cái nội dung quay phim như vậy thôi. Rồi sau khi anh em chụp hình xong, đến công tác chép vào máy để làm việc, để xử lý thì những cái thẻ tốc độ cao nó nhanh lắm. Anh em mất vài chục giây để chép vài chục ghi, và anh em thấy rằng là nó vừa chép nó vừa xóa hình trên cái thẻ trong nháy mắt thôi. Đó là tại sao chúng ta cần thẻ tốc độ cao cho những cái máy tốc độ cao là như vậy. Khi anh em làm việc chuyên nghiệp, khi anh em làm việc nhiều, anh em không muốn tốn thời gian cho những chuyện chậm trễ của thiết bị. Và đặc biệt là đối với cái thẻ CF Express Type B thì cái cấu trúc của thẻ rất là xịn. Đó, nó gần như không dễ bị phá hủy giống như thẻ SD. Và bản thân cái thẻ Exasen Vigo này nó cũng đạt được những cái chứng chỉ để giúp cho nó bền bỉ hơn. Ví dụ như là khả năng chống bụi, chống nước, khả năng chống va đập hay là chống rớt gì đó. Do đó là anh em làm việc chuyên nghiệp, anh em cần những cái đồ như vậy.